Xin chào các bạn, mình là quản lý đào tạo chuyên môn DJ và đứng kê bên cạnh mình đây sẽ là huấn luyện viên sức khỏe Tia. Hôm nay Tia và DJ rất vinh dự trở thành đại sứ High Rock của California Fitness, đồng hành cùng các bạn trong quá trình tìm hiểu và chinh phục High Rock. Và đây là series hướng dẫn thực hiện các bài tập kiểm tra thể chất High Rock BFT, Physical Fitness Test. Sau khi chạy bộ 1000m thì 50 lần burpee press jump sẽ là thử thách tiếp theo để kiểm tra sự nhanh nhẹn và sức mạnh bùng nổ của bạn. Nhiều người chơi đã đánh giá đây là thử thách khó khăn và tốn nhiều sức lực nhất đối với họ. Bài tập burpee này có các yêu cầu và kỹ thuật tương đối khắt khe như sau. Đầu tiên, bạn cần đặt tay sát chân ở phía sau vạch kẻ. Bạn có thể bước hoặc nhảy về phía sau. Ở điểm cuối, ngực bắt buộc phải chạm mặt đất. Tiếp theo, bạn có thể chọn bước hoặc nhảy về vị trí ban đầu. Sau khi đứng dậy, bắt buộc nhảy bằng cả hai chân. Bạn cần tiếp đất bằng cả hai chân ở phía sau vạch kẻ đối diện. Và lưu ý, trong suốt quá trình thực hiện, chân bạn không được chạm vào cả hai vạch kẻ. DJ có một vài tip dành cho các bạn ở bài tập burpee press jump này. Quan trọng đầu tiên là các bạn nên chia nhỏ số rep. Chúng ta có tổng cộng 50 rep, các bạn hãy chia nhỏ số rep ra thành từng 5 rep cho mỗi set, hoặc các bạn sẽ chia nhỏ ra thành 10 rep cho mỗi set tùy theo trình độ và khả năng thể chất của các bạn. Tip thứ hai, các bạn nên lưu ý đây là một bài tập phát triển toàn thân, kể cả phần thân trên và thân dưới của các bạn. Cho nên để tránh trường hợp bị quá sức phần thân trên, các bạn tránh trường hợp là thực hiện hít đất như sau. Ok, các bạn không cần phải thực hiện hít đất. Điều quan trọng là các bạn hạ ngực xuống càng nhanh càng tốt, và sau đó các bạn đẩy người lên càng nhanh càng tốt. Chính điều này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm hơn năng lượng cho phần thân trên và dồn sức cho các bạn thực hiện được 50 rep một cách hoàn hảo và lý tưởng nhất. Bài tập burpee press jump là một bài tập yêu cầu phối hợp nhiều chuyển động, gồm có gập người, chống đẩy và bực xa. Đây là bài tập giúp chúng ta phát triển và tăng cường sức mạnh toàn thân ở các vùng cơ, chân, mông, bụng và tay. Và đó là phương pháp để giúp các bạn thực hiện đúng cách 50 lần burpee press jump. Nếu các bạn có một thắc mắc gì thì hãy để lại phần bình luận dưới đây. Và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng mình sẽ giải thích cho các bạn cách để hoàn tất 100 lần lunge tốt nhất.